Bobby, 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 ow. Bobby, 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 ow. Nhà này thật là bất công. Con Linh Nhi với Su Hào được bà nội dẫn đi chơi du lịch, con bắt mình ở nhà. Bởi vì vậy, người ta có câu là đúng mà. Đời bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng. Mà đời bất bình đẳng nên đừng có bao giờ mà vuốt thẳng cộng lông. Chán quá. Không biết sao, nhà có hai đứa cháu mà bà nội cứ thương con Linh Nhi. Mà thằng Siêu Hào không biết, chắc là cháu ghẻ hay sao ấy. Này, cái thúi kêu thiết gì đây này? Cho Linh Nhi à? Thúi thiết gì đây không biết nữa. Con chào mẹ. Mẹ có bao về? Sướng quá ha, sung sướng quá ha. Chơi vui không? Dạ vui ạ. Mặc đồ đẹp quá ha, lượt là quá ha. Ủa mẹ ơi, sao mà nhà cửa nhà mình bề bộn thế mẹ? Ở nhà mẹ không dọn gì à? Con không thấy vậy, con đi mà cát cứ nhám chung luôn á mẹ. Có mình mẹ ở nhà, dọn làm gì cho nó mệt. Mọi người sung sướng quá mà, đi chơi, bỏ tôi ở nhà một mình. Thôi, hai đứa con đi cất đồ đi. Rồi lên đây mẹ nói chuyện này. Dạ. Dạ, con xin phép mẹ con ra sao? Đi, mẹ đi. Mà hình như hôm nay là ngày cả tháng tư hay sao nhỉ? Là mình được phép nói dối đúng không? Được phép nói dối mà không ai thể trách được mình. Mình phải nghĩ ra kế để hại con Linh Nhi mới được. Nè, mình đã có kế này hay lắm. Linh Nhi ơi, Su Hào ơi. Dạ. Vào đây mẹ bảo này. Dạ, mẹ con xíu nha. Ủa, sao? Mẹ gọi tụi con có gì không? Sao, hai đứa đi chơi, mẹ có vui không? Vui mẹ. Vui. Bây giờ thích vui được không? Dạ thi. Đó. Bây giờ mẹ sẽ tổ chức cho hai đứa một cuộc thi nha. Dạ. Chịu không? Chịu. Trên tay mẹ đây là một cái hộp kẹo thúi. Ồ. Đấy, được nhập khẩu từ USA đây. Ồ. Từ Mỹ chị ơi. Từ Mỹ đó chứ nào à? Ừ. Thấy không? Ơi, con này, thích. Này thích không? Thích. À, các chị bây giờ chơi một cuộc thi nha. Dạ. Cuộc thi sẽ như thế này. Là mẹ sẽ giao cho hai đứa dọn nha. Trong một khoảng thời gian, đứa nào mà dọn xong trước tiên thì mẹ sẽ cho đứa đó, chịu không? Yeah. Được á, được á. Nhưng mà đừng có vội mừng, nhưng mà đừng có vội mừng. Linh Nhi, là làm chị nha. Bây giờ mẹ sẽ giao cho Linh Nhi dọn phòng khách. Dạ. Su Hào. Dạ. Sẽ dọn phòng này cho mẹ, được không? À, dạ được. Yeah. Được không? Dạ chịu. Dọn dẹp là công việc của con. Con tự tin về phòng này. Rồi, bây giờ bắt đầu đi. Ok, yeah. Yeah. Đi thôi. Phòng khách nó rộng vậy, làm sao mà Linh Nhi có thể thắng được Su Hào? Trong khi phòng của Su Hào nhỏ xíu xíu xíu. Mơ đi cu. Em xong rồi, em thắng rồi, yeah. Ai nói là em thắng? Hồi nãy á, cái tay 15 phút mà chị đi vô thì thấy là em vẫn còn làm với mẹ nên là chị xong phòng khách rồi chị đi ra sau bếp với lại toilet là chị làm hết cái toilet, cũng làm cả sập cái bếp luôn rồi. Thì chị mới đi vô đây đó chứ. Ai bảo con thắng? Thì mẹ kêu là người nào làm xong thì người đó sẽ được mà. Tại vì lúc đó con em con Hà vẫn còn làm, nó thấy nhà cửa dơ quá, nó con dọn luôn rồi. Thì con làm nhiều hơn thì con thắng chứ. Su Hà
rồi nha. Đây là phần quà của em Xuân Hào. Tại sao em? Con biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì ạ? Ngày cả tháng tư đấy. Sao mẹ? Hôm nay là ngày cả tháng tư đấy. Hả? Cả tháng tư á? Đúng rồi. Là sao ạ? Là ngày nói dối đó. Đó là người nào thắng là sẽ thành thua. Người nào thua sẽ thành thắng. Thì là con thắng là sẽ thành thua. Anh Xu Hào. Xu Hào thua thì em sẽ Xu Hào sẽ được kẹo thúi. Vậy là em Xu Hào là thắng rồi nhá. Mẹ vô kỳ quá à. Làm con cứ tưởng là dọn hết cái sau bếp lại toilet nữa. Mẹ kỳ quá à. Thôi không khóc nữa. Xu Hào ăn kẹo đủ đi nhá. Dạ. Mẹ đi có công việc đây. Dạ. Đi ở nhà lo một cơm nước cho em nhá. Dạ. Em sướng quá, lúc nào mẹ cũng thiên vị cho em hết trơn á. Yeah, lúc nào mẹ cũng có chiêu trò để cho em là một chiến thắng hết. Mẹ kỳ quá à. Mà chị cũng không thèm chấp đâu. Tại vì em là em của chị mà. Ừ, không sao chị ơi, mẹ đi rồi. Bây giờ hai chị em mình cùng khui ra và ăn thử đi. Em cho chị ăn hả? Ừ, mỗi người một nửa nha. Em có nói mẹ không? Không. Chịu không? Chịu, ok, ừ. Chịu. Thôi, bây giờ mình ăn đi. Yeah, bây giờ hai chị em mình cùng ăn này nha. Nhưng mà trước khi tụi em mình thưởng thức món kẹo thối này thì hôm nay là một ngày cái tháng tư rất là đặc biệt, nên tụi mình sẽ đưa ra một các bạn một thử thách cực kỳ khó luôn. Đó chính là thử thách trong vòng 3 giây, chỉ 3 giây thôi nha các bạn. Các bạn hãy kéo xuống và bấm like cho video này một like nha. Chị em mình cùng đếm nha. 3, 2, 1 hết giờ. Yeah. Wow, bây giờ chị em mình hãy cùng nhau mở ra thưởng thức đi Xu Hào. Mà hình như ở đây có trò chơi sao chị nè? Trò chơi vòng quay đó em. Thôi mình bóc ra nha. Đây là phía sau này là thông tin của kẹo thối, là chúng ta sẽ có 16 hương vị tương đương với các màu sắc. Giống như màu vàng này là màu trứng thối, màu này là màu hương này là hương dừa, và còn có cả thức ăn của chó nữa. Wow, nghe là hấp dẫn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở ra nha. Wow. Có một cái dĩa xoay đồ chơi luôn chị ơi. Chúng ta có thể là chắc là chị nghĩ là để đây rồi mình xoay hả? Là mình trúng cái màu gì thì mình sẽ ăn cái loại đó. Đúng rồi. Đây Xu Hào, bây giờ mình chọn màu nào ăn đi Xu Hào. Em chọn màu hồng đi. Em chọn màu hồng hả? Chị cũng ăn màu hồng đi. Chị cũng ăn màu hồng luôn hả? Không biết là mùi này có vị gì đấy. Một cái là hình như là một cái là sẽ có vị ngọt bình thường, còn một cái sẽ có vị thối. À vậy hả? Ừ. Chị sợ quá. Sao nghe mùi thối đó. Ừ. Chị cũng nghe mùi thối. Một hai. Có gì vị ngọt. Ngon. Ngon. Như cái mùi của con dịch á. Ghê quá à. Bây giờ mình ăn màu xanh đi. Ừ, ăn xanh lá đi cho nó hiền lành em ơi. Xanh lá hả? Dạ, xanh lá. Ồ, em định bóc cái đó đó. Ăn thử cái này xem. Một, hai, vô. Mùi giống xà phòng nè. Ừ, mùi xà bông. Chị cũng mùi xà bông. Chị cũng mùi xà bông. Thèn như nãy giờ chị cảm thấy là cái mùi nó quen lắm mà chị không nhớ gì. Chị nhớ đến cái hồi nãy là chị đi lau nhà. Chị cần mùi xà bông. Chị nhớ ra mùi xà bông. Không ăn cũng được, không thấy nổi nào có ăn. Ừ, chị sợ cái mùi hồi nãy. Cái mùi mà giống mùi mà cô dịch vậy. Ghê. Yeah. Là kẹo kem đánh răng rồi đó. Ừ. Thôi mình ăn cái khác đi. Màu trắng đi. Trắng hả? Yeah. Ôi, ôi. Còn giống mùi xà phòng. Cũng mùi xà phòng nữa. Nhưng mà nó đậm hơn đúng không? Ừ, đúng rồi, mùi đậm hơn. Không, hồi nãy là mùi sữa tắm thì dầu gội đầu. Giống mùi dầu gội đầu á. Mẹ về. Làm sao Xu Hào? Rủ mẹ vô đi. Mẹ ơi. Cái gì đây? Mẹ vô ăn kẹo mẹ. Mẹ ăn kẹo đồ á, dọn nhà dọn dẹp xong vô mà ăn kẹo đây. Xong hết rồi, tụi con dọn hết rồi mà. Cho em Xu Hào cơm chưa? Ăn cho em. Con ăn rồi.
Ngon chưa con? Không đâu rồi, giờ con mang kẹo này mẹ. Mang kẹo mẹ. Mang kẹo không? Kẹo gì đây, kẹo thúi đây hả? Dạ. Dạ, ngon lắm. Con lừa mẹ cũng không thúi nha, mẹ hồi nãy con cái đồ ăn ngon lắm. Thật không? Màu hồng mà mẹ. Ngon lắm, hợp với mẹ thích màu hồng mà cái nơi mẹ cũng màu hồng á, ăn được. Đúng rồi, mẹ thích màu hồng á. Mẹ rất thích màu hồng. Chị Nhi mời mẹ đi. Mẹ, con mời mẹ nha. Đây. Thật là ngon không đây? Ngon, ngon chú Hào, để chú Hào ăn nè. Ngon, mà. Ngon. Sao kêu là kẹo thúi? Ngon nhưng lắm. Nhưng mà nó có viên là có thúi, có viên là không thúi, ngon lắm mẹ. Nè con ăn không? Nè. Đừng có lừa mẹ nha. Chú Hào nói với mẹ tôi đi chú Hào. Ngon lắm. Mẹ con ăn mà. Sao thổi vậy? Thổi không chịu được luôn á. Sao giọng mũi tắt thổi vậy? Ha ha ha.